Súp của bên trái bên phải màn hình thì bây giờ em lắp sang cục này và chúng ta sau lời em nói một vài câu trước khi hàng lên đường thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe tiếng súp ở bên tay phải màn hình nhỏ của em Cao. Đây là một cặp súp SDX718 mà khi em cập bến chạm đất thì cũng đồng thời lên đường ngay để gửi bác Quang ở tại Sóc Trăng. Đây là những cái gì mà khi em Cao tuyển chọn về thì các bác cũng đã biết được rằng những dòng súp này nó mà đẹp, mà còn cả tem cờ này thì các bác biết được rằng lũi lòi nhá. Và tất cả những cái vết này em không hề sửa ba. Nếu có sửa ba em cũng nói luôn, nhưng đây không hề sửa ba, vẫn nguyên vẹn luôn, cạnh góc cạnh. Lần nữa cảm ơn anh Quang rất là nhiều. Và các bác cũng cờ bạc rình rất là ác, khi mà anh em vừa lên một phát thôi thì các bác cũng đã nhận được ngay cái tín hiệu hàng đẹp. Em nói rồi, hoa hậu thì không sợ ế đâu. Và tất cả những cái gì em Cao muốn chia sẻ với tất cả các bác rằng đôi khi một cặp súp trông cũng là 718, nhưng nếu như mà không xuất sắc thì cũng khá là nhiều bác quan tâm và nhiều bác không bao giờ quan tâm. Đó là những cái gì em Cao muốn chia sẻ với tất cả bác. Đây là mỹ lòi tòa phỏi 100% zin tất cả. Tem cạnh góc cạnh em cũng quay chi tiết lại để cho tất cả các bác được lắm rõ và anh Quang lắm rõ trước khi hàng lên đường để gửi anh em. Đó, đây các bác nhé, sắc nét luôn. Nó đẹp một cách đều đặn chứ không phải là lỏi hay mông má các bác nhé. Xuất sắc toàn tập luôn. Sau đây em xin mời tất cả bác thêm một đoạn nữa và đóng gói để gửi đến tất cả các bác. Và không bao giờ những cái món đồ của em Cao khi tuyển chọn về rẻ là không có các bác nhá. Cho nên là các bác trước khi các bác mua, các bác cũng lên xem xét cho nó kỹ. Dừng máy, em Cao xin chào và hẹn gặp lại các bác vào clip gần nhất của em Cao. Và xin cảm ơn anh Quang và cảm ơn tất cả các bác luôn đồng hành tin tưởng với Cao JBL Hoàng Mai. Và em đang đánh trên hệ thống JBL tức là 715 SRX 715 các bác nhé, đánh bằng LA48. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.